Alo. Chưa. Chưa chưa. Tí nữa mới về. Đang trên đường về. Khẽ gì vậy? Khẽ gì mới được? À, CF à? Ừ rồi, ok. Tí nữa về nhá. Anh tên gì nhỉ? Anh Hoàng à? Quang Quang. Là Quang đấy. Quang. Quang Quang à? À, em cũng Quang nhưng mà Quang Vĩnh. À. Lê Quang Vĩnh. Lê cũng Lê. À thế à? Bác Lê gì Quang? Lê Quang. À Lê Văn Quang. Em là Lê Quang Vĩnh. Đầu đài gớm nhỉ. Nay mới đi trực tiếp về cái mặt này. Thị Xuân Thành. Thank you.
Khánh Linh này ạ. Từ này nó gọi là ngã tư gì? Cái đấy thấy khách sạn Khánh Linh rồi. Ngã tư Khánh Linh. Nhà đầu bếp xây cũng vàng đẹp phết nhỉ. Cũng phải xa cạnh quá. Thiên. Không diệp chúa đúng không? Yeah.